Liên quan vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt, theo thông tin cập nhật đến chiều ngày 29 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ công tác ông Nguyễn Dương Trung Hữu, trưởng phòng quản lý đô thị Đà Lạt để làm rõ trách nhiệm lãnh đạo phòng và các tập thể cá nhân liên quan trong cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra, giám sát xây dựng tại khu vực vừa xảy ra sự cố sạt lở. Trước đó, sau trận mưa kéo dài 3 giờ đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 6 thì xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, Đà Lạt. Hàng trăm tấn đất đá cùng bờ ta luy bê tông ở đường Yên Thế, cao hơn đường Hoàng Hoa Thám khoảng 20 mét, đổ ập xuống khu nhà dân và lán trại công nhân xây dựng với khoảng 20 người đang ở. Vụ sạt lở khiến 6 người mắc kẹt. Lực lượng phòng chế chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận hiện trường giải cứu nạn nhân. Sau khoảng 1 giờ, 4 nạn nhân được giải cứu từ đống đổ nát đưa đi cấp cứu. Hai người được xác định đã tử vong là hai vợ chồng ông bà Phạm Khánh, 43 tuổi, và Nguyễn Thị Ngọc Vẹn, 43 tuổi, quê Phú Yên hiện ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng yêu cầu toàn bộ công trình tại khu vực sạt lở có độ dốc lớn cần dừng thi công để rà soát đánh giá quan trắc độ an toàn sở xây dựng tỉnh lâm đồng phải kiểm tra đánh giá cấp phép hồ sơ thiết kế kết cấu công trình ở khu vực xảy ra sạt lở giám sát thi công với sự cố vừa xảy ra chính quyền tỉnh chỉ đạo điều tra vụ việc nếu có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố